Chúng tôi đi đến một cái nơi rất VIP, cái khu biệt thự này. Đây là anh Thuận, người đã dẫn chúng tôi đi cái khu này. Ý rồi, khu này có gì hay anh ơi? Khu này hay lắm em ơi, đi vào đây rất nhiều cây đẹp. Thế ạ. Một cây luôn. Háo hức anh em. Và chúng tôi cũng rất hân hạnh đón nhận tình cảm và lãng hoa tươi thắm từ anh em Lục Ngạn Bắc Giang. Xin mời anh em Lục Ngạn Bắc Giang sẽ lên phía sân khấu để chúng ta có thể lưu bức ảnh. À, kia kia kia. Cây hoàng tráng thế. Không gian trưng bày cũng rất là đẹp luôn. Cây này của ông ấy, ông Bình đúng không? Bình. Đấy, anh em ạ, ở đây trưng bày rất nhiều cây đẹp, chắc là tôi phải đi một vòng quanh khuôn viên này để tí nữa xem quay cái gì trước cái gì sau. Vâng. Tôi đã có mặt ở không gian rất đẹp anh ạ. Cây cối ở đây thì thôi rồi đẹp rồi. Ui, cây này là cây gì không biết. Tôi phải chiếu gần camera lại. À, cây này là cây me. Đây, đúng là lá me rồi. Mà sao lại có cái cây me nó lại dị như này nhở? Không biết là nó mọc tự nhiên hay là tạo tác nhở. Nhưng mà nhìn đẹp thực sự. Ở dưới thì lại có một ông da cắt lạ đang đứng ngắm cây. À, còn dưới này thì là một cây xanh. Trời ơi, quá chật luôn. Đây là một dòng suối nhân tạo anh em ạ. Có cả sương khói các kiểu. Thật sự cuộc đời chỉ cần như này thôi anh em ạ. Được hòa mình vào thiên nhiên, cây cỏ, tiếng nước suối chảy róc rách. Ở trên là một cái chòi ngắm cây. Đã thế thì cây lại toàn cây VIP nữa chứ. Đây là một cây rừng ruối được làm theo dáng cầu kiều, quá tỉ mỉ, chi tiết và đẹp. Ôi giời ơi, nhìn thì muốn bê về thôi anh em ạ. Không biết có ông chủ có con gái không nữa, hay là cháu gái gì đấy, để tôi giới thiệu cho thằng em. Chứ tôi thì có vợ rồi, làm ăn gì được nữa giờ này. Giới thiệu cho thằng em tôi nó làm trạng vương. Nhưng mà rừng suối đẹp thực sự anh em ạ. Chất quá. Rúi mà vặt lá đi đúng là phê. Còn đây thì là một cây hoa giấy lũa. Ốc siêu to khổng lồ. Hoa giấy mà lũa như kiểu tùng xịp cư. Dị thật. Kỳ hoa dị thảo. Đúng là không có sai tí nào. Đấy, dáng ngồi trông rất uy nghiêm. Còn tác phẩm xanh này thì đấy, xanh nhưng mà dáng theo lối con sai quốc tế nhìn rất là phê. Quá đẹp. Thực sự đây như một cặp vợ chồng này. Đấy. Cặp vợ chồng xong đứa con nép đằng sau lưng. Quá chất luôn. Thực sự kiếm được gốc xanh này mà chơi thì quên sầu. Tôi là cái thằng không thích xanh si mà nhìn tác phẩm này chỉ dòng kia. Rất dích sắc theo kiểu Việt Nam. Quá đẹp. Cái xanh này đúng là chẳng gì chê. Bệ đế này. Quá là đẹp luôn. Quá là già luôn. Đấy. Có số danh mã số 27. Đố anh em biết đây là cây gì? Nhìn xa xa còn khó đoán chứ anh em nhìn quả nó là biết ngay. Đấy. Đúng rồi. Đúng như trong đầu anh em nghĩ, đây là một cây chanh, dáng văn nhân, phong cách rất đẹp. Chanh mà làm bonsai mà phong cách như này rất là hiếm. Đấy, nhìn tổng thể hay không? Nói chung là đã đến đây rồi thì không muốn về luôn. Ước gì mọi thứ ở đây đều là của mình. Trời ơi là mơ.